Xin chào mọi người. Phú Đề Gia ở rễ chương 7103 đến chương 7107. Sau đó, Trần Kim Quốc cũng không nói nhảm, để người đưa tới khăn ướt, lau xong bàn tay, về sau hắn liền trực tiếp ngồi xuống, pha cho Bụng Minh một tách trà ấm áp. Bụng Minh cầm lên chén trà uống một ngụm, tán thưởng một tiếng, nói ra: "Sắc, hương, vị ấm đều vừa phải, thật sự là rất tuyệt. Trần lão, trong tay ta vừa vặn có mấy chén quỳ hoa quan lọ thời Nam Tống, dùng để pha trà này khẳng định sẽ càng tuyệt hơn. Ta một hồi sau khi trở về an bài một chút để người đem đưa cho ngài." Trần Quý Quốc nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Đồ vật quan lọ thời Nam Tống sao? Tốt tốt tốt, thứ này lão phu tuyệt đối là từ chối thì bất kính à. Ta đứa con trai này hiện tại đừng nói là có ba phần bản lĩnh của ngươi, cho dù là có ba phần hiểu nhân tình thế sự như ngươi, ta đều vừa lòng thỏa ý." Nói đến đây, Trần Kiến Quốc càng nhìn Trần Địa Sát càng cảm thấy không được tự nhiên, có một loại xúc động muốn đem đứa con trai này một chân đạp lăn trên mặt đất. Bụng Minh im ắng cười một tiếng không hề trả lời. Ngược lại là Trần Địa Sát một cái mặt khó chịu nói ra: "Lão gia tử, con tốt xấu gì cũng là do người sinh ra, cũng là do người một tay dạy dỗ. Người ghét bỏ con như thế chính là ghét bỏ chính người a. Nếu là con có cơ duyên và kỳ ngộ như Bụng Minh, bản lãnh của con chưa hẳn thì đã kém hắn." Trần Kiến Quốc một cái mặt khó chịu nói ra: "Thôi đi, ngươi chịu khó đi xem tư liệu của Bùi đại biểu một chút đi, ngươi liền sẽ rõ ràng. Những cơ duyên kia của cậu ấy coi như là ngươi gặp phải, ngươi cũng không bắt được. Bởi vì trong lòng ngươi chỉ có lợi nhỏ mà không có đại nghĩa. Những chuyện khác không nói, ví dụ như chuyện tài cung giải trí, nếu như là gặp ngươi, ngươi sẽ cứu đối thủ của ngươi hay không?" Trần Địa Sát khóe miệng co giật nói ra: "Con không gặp được, làm sao cha biết là con sẽ không cứu người chứ?" "Được, ngươi sẽ cứu người, vậy ta lại kiểm tra ngươi." Trần Kiến Quốc hừ lại một tiếng: "Ngươi khỏi biết về cái gì mà ta thường xuyên muốn ngươi đi ngoại giới giúp ta đem giả thú trở về cho ta đi săn hay không?" Trần Địa Sát biểu môi nói ra: "Đơn giản cũng là bởi vì cha lúc còn trẻ giết chóc đã quen tay, hiện tại là xã hội vương pháp, cha không còn cách nào tùy tiện giết người, cho nên cha liền đổi thành săn giết giả thú mà thôi." Trần Kiến Quốc thần sắc lạnh lẽo nói ra: "Trong mắt ngươi, lão tử chính là người như vậy hay sao? Còn giết chóc quen tay nữa sao?" Trần Địa Sát suy nghĩ một chút nói ra: "Chẳng lẽ là bởi vì để đảm bảo tùy thời cha đều ở vào trạng thái đỉnh phong hay sao chứ? Dù sao hiện tại cũng không có mấy người có thể cùng cha so chiêu." Nghe nói như thế, Trần Kiến Quốc thở dài một hơi, thần sắc càng thêm phiền muộn. Hiển nhiên hắn cảm thấy mình có thằng con như thế này thật sự là làm người vô cùng thất vọng mà. Lúc này Bụng Minh bỗng nhiên cười một tiếng nói ra: "Trần Địa Sát, ngươi liền không rõ ý tứ của lão tưởng ngươi. Săn giết giả thú cũng phải là mục đích. Mục đích thực sự là để ngươi bận rộn ra ngoài tìm giả thú, lãng phí thêm một chút thời gian. Như vậy ngươi chẳng những không cần cùng Trần Thiên Cương suốt ngày dây dưa cùng một chỗ, mà lại cũng sẽ không biến thành thành viên cốt cán trong vòng tròn của hắn. Mà ngươi lấy cớ là vì hiếu thuận với lão đầu tử trong nhà, cái lý do này cũng không có ai có thể nói ngươi cái gì. Nói tóm lại, lão tử của ngươi làm như thế chính là vì để ngươi không đến mức cùng Trần Thiên Cương triệt để buộc chung cùng một chỗ. Như vậy mặc kệ Trần Thiên Cương có thượng vị hay không, ngươi đều có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Trần Thiên Cương thượng vị, ngươi có thể thuận lý thành chương trở thành cánh tay phải bờ vai trái của hắn. Trần Thiên Cương thất bại, ngươi bởi vì không phải là thành viên cốt cán trong vòng tròn của hắn, ngươi cũng sẽ không bị những người khác thanh toán. Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh thở dài một tiếng. Hay là phù mẫu chi ái tử, tức là cha mẹ yêu con trai của mình thì phải làm kế sách sâu xa. Nghe được lời nói của Bụng Minh, Trần Địa Sát toàn thân chấn động, một cái mặt khó thể tin nhìn xem lão đầu tử của mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến lão gia hỏa sớm đã lui rời khỏi thế cuộc này, thế mà lại còn đang một mực vì tương lai của mình mà tính toán. Mà Trần Kiến Quốc thì là thâm ý sâu sắc nhìn Bụng Minh một chút, về sau mới vung tay lên nói ra: "Được rồi, người đâu, đưa rượu lên. Hôm nay ta liền nhận Bùi đại biểu người đệ đệ này. Bùi lão đệ à, ta đã nói cùng cậu xong. Ta chỉ là không có nữ nhi. Nếu như mà có, ta vô luận như thế nào đều muốn cậu coi ta là chí tôn thần tế. Một thần tế nhưng thịnh vượng gia tộc ba." Nói đến câu này, Trần Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy vẻ mất mát. Bùi Minh khóe miệng có chút co giật nói ra: "Trần lão, lời này có chút quá mất rồi đó." Mà lại cũng không có ý nghĩ gì,
Được, chúng ta tới nói chuyện có ý nghĩa đi. Trần Kiều Quốc cười ha hả một tiếng. Bắt đầu từ giờ này khắc này, mặc kệ cậu muốn làm gì, thu hồi tam đại đường khẩu thuộc về cậu cũng tốt, muốn trực tiếp thượng vị cũng được. Cậu đều sẽ có được sự duy trì tối đa của ta. Một bữa uống rượu này chính là suốt một đêm. Đợi đến lúc gần rạng sáng, bọn mình mới chuẩn bị rời đi. Cũng may mọi người uống chính là Mao Đài 30 năm, mặc dù mùi vị rất ngon, nhưng chỉ sau 2 giờ, mùi rượu cũng liền bay đi phải 7-8 phần. Mà lúc bộ Minh muốn rời đi, Trần Kiều Quốc giờ phút này cũng tự mình đưa anh ra ngoài. Một màn này làm cho trên dưới biệt Việt đều chấn động. Phải biết, Trần Kiều Quốc năm đó ở Trần Gia Câu, thường vì thất bại về sau, liền một mực ẩn cư không ra ngoài, rất ít khi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù thân phận của ông ta cực kỳ cao, nhưng là những năm gần đây rất ít khi bày tỏ lập trường hoặc là chủ động làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là một đại nhân vật như vậy, một lão giả thần bí như thế lại coi trọng đối với bộ huynh như thế được sao? Điều này cũng làm cho trên dưới biệt Việt Trần gia cũng nhìn không được phải nhìn kỹ bộ huynh vài lần, suy nghĩ có cơ hội nhất định phải thật tốt kết giao một chút, như vậy mới thể làm cho mình có được càng nhiều chỗ tốt. Đợi đến sau khi bộ huynh rời đi, Trần Đệ Sát tự mình đem Trần Kiến Quốc đưa đến trong lương đình, một bên pha trà, một bên nói khẽ. Lã gia tử, mặc dù nói họ Bùi đối tốt với con, cứu mạng con, nhưng là ân tình này, con thiếu hắn, chẳng phải được rồi hay sao? Lã nhân gia người, chẳng phải đã không để ý tới thế sự trong nhiều năm, làm gì phải tỏ thái độ như thế chứ? Nếu như Trần Đại Hiếu biết chuyện này mà nói, sợ rằng sẽ có ý kiến đối với ngài đó. Chúng ta, mặc dù cùng Trần Thị Trần Đại Hiếu không phải là người một nhà, nhưng là chúng ta cũng là một mạch trọng yếu bên trong Trần Gia Câu. Ngài lại là thủ tịch trưởng lão hội của Trần Gia Câu. Một cái ngài sử duy trì họ Bùi đối với địa vị của Trần Đại Thiếu liền sẽ vô cùng khó xử. Nó không chừng vì trả thù, hắn sẽ liều lĩnh đem chúng ta liệt vào mục tiêu nhất định phải tru sát. Nên đến đây, Trần Địa Sát thở dài thường thượt, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất mãn nhưng cũng không có vẻ gì là oán hận, càng nhiều hơn chính là một loại cảm khái. Rõ ràng những gì Bù Minh vừa mới giải thích làm cho hắn hiểu được lão gia tử nhà mình đã dụng tâm lương khổ. Suy cho cùng, trước khi biết chuyện này, Trần Địa Sát vẫn luôn coi lão gia tử nhà mình là lão cha hồ đồ. Mỗi ngày không có việc gì, liền chỉ biết đi săn, lãng phí thời gian cùng tiền bạc. Chỉ có thể nói, nhận thức của con người sau khi biết được một số chuyện sẽ thay đổi rất nhiều. Người đó nha, đầu óc vẫn là không dùng được. Trần Kiến Quốc giờ phút này ngồi trở lại trên vị trí của mình. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn xem mà không hiểu thế cục giới thành hay sao? Nếu như vậy, ta cảm thấy ngươi liền coi là tư cách làm nhi tử của ta đều không có. Còn có thế cục gì khác nữa hay sao? Mặc kệ giới thành lại biến đổi thế nào, cuối cùng người có thể lên vị đơn giản chính là Trần Đại Hiếu mà thôi. Đã Bạch Phượng tinh thần phân liệt, Mã Viên Thiệu là một tên phế vật. Hai người bọn họ mãi mãi cũng không có cơ hội. Trần Đại Sát như một vẻ đương nhiên mở miệng. Theo hắn thấy, bộ binh võ đạo dù vô song lại như thế nào, là đại biểu võ binh đại hạ thì đã sao chứ? Giới thành bên này ngoài trừ thất đại gia còn có những người khác có thể lên vị được hay sao? Giờ đó chỉ là bên trong thất đại gia ít nhất là có một nửa duy trì thần kim cương thượng vị. Và tình huống này bộ binh tại giới thành còn có thể lật trời hay sao? Sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong mà thôi. Có thể nói Trần Địa Sát cảm thấy mình có thể kết giao với bộ binh, thậm chí có thể thiếu anh một cách ân tình, nhưng là tuyệt đối không cần thiết đem toàn cả gia tộc đều để vào trong đó. Còn nói nha, vẫn là nghĩ không ra. Trần Kiến Quốc thở dài một hơi. Còn cũng không nghĩ một chút, đại biểu võ minh đại hạ cái thân phận này cậu ấy là làm thế nào mà có được chứ? Cho nên chi là căn cứ theo tin tức ta điều tra, cậu ấy ngoài trừ là đại biểu võ minh đại hạ còn là chủ tịch thương minh đại hạ, bùi thế tử lĩnh nam, thiếu chủ long môn. Còn nghĩ lại xem, đừng nói là con, coi như là Trần Thiên Cương ngoài trừ gia thế hiện hách ra còn có cái gì có thể so cùng bộ minh được chứ? Các con trước đó khi thế hùng hổ muốn đi yến kinh một chuyến, kết quả thì sao? Còn không phải là đầy bụi đất trở về hay sao chứ? Nếu không phải hy sinh một số người ở đỉnh cổ tháp, con cảm thấy Trần Thiên Cương cùng con có biện pháp an toàn trở lại giới thành được hay không? Nên đến đây Trần Kế Quốc sắc mặt có chút cảm khái, nói như thế nào nữa đây, ông ta cũng là thế hệ trước của Trần Gia Câu. Trần Gia Câu ngày xưa tuy không bằng Ngũ Độc Giáo nhưng tuyệt đối cũng không hề tầm thường. Thế nhưng là có bối cảnh như vậy, có thân phận địa vị như vậy, Trần Thiên Cương thế mà còn đấu không lại Bụng Minh nữa sao? Quả thực há có giờ phút này hay sao? Cũng may
ông ta không có tâm tư để tranh đi sát thượng vị, mà không mà nói ông ta hiện tại đã sớm học máu. Những chuyện kia cùng quân binh quan hệ không lớn à? Nói trắng ra hắn chỉ là một quân cờ mà thôi. Đơn giản chính là người bốn cái trụ lớn kiên kỵ giới thành chúng ta, cho nên cố ý buồn nôn chúng ta mà thôi. Trịnh Đi Sát nhíu mày mở miệng. Hắn cảm thấy bụng mình cũng không có bản lĩnh gì quá lớn. Nếu như có bản lĩnh, làm sao có thể biến thành quân cờ của người được chứ? Trịnh Kiến Quốc thở dài một hơi, nói ra. Truyền tại Minh Cổ Tháp, xác thực có bóng dáng bốn cây trụ lớn ở bên trong. Mà bụng mình nhìn từ bên ngoài ánh sáng cùng một con cờ cũng không khác nhau quá lớn. Nhưng con liền không chú ý tới chuyện này, cuối cùng có kết cục gì hay sao? Bụng mình chẳng những toàn thân trở ra, hơn nữa còn quang minh chiếm lấy thiên địa nhân tam đại đường khẩu. Mặc dù bây giờ cậu ta vẫn chưa thuận lợi tiếp nhận tam đại đường khẩu, thế nhưng là một khi căn cơ của cậu ta tại giới thành vững chắc, có cảm thấy tam đại đường khẩu chạy thoát được lòng bàn tay của cậu ấy hay sao? Trịnh Đi Sát nhíu mày, một lát sau chậm rãi nói. Ý vị này có nghĩa là bốn cây trụ lớn muốn cắt thịt tại trên thân giới thành chúng ta, cuối cùng lại thành toàn cho bụng minh hay sao? Trần Kiến Quốc thản nhiên nói ra. Biết vì cái gì mà bọn hắn sẽ làm như vậy hay không? Trần Đi Sát mày lông mày nhíu lại càng sâu hơn, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt. Ta nói cho con biết, bọn hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là mặc kệ là bốn cây trụ lớn hay là thập đại gia tộc cao cấp ngũ đại môn phiệt, tại một mức độ nào đó bọn hắn đều công nhận năng lực của bụng minh, thậm chí đem cậu ấy nhìn thành đệ nhất nhân chỉ đứng kế sau tổng giám đầu đại hạ. Nó không chừng bọn hắn còn chuẩn bị đem bụng minh nâng lên đối kháng với tổng giám đầu đại hạ. Nghe nói như thế, Trần Địa Sát nhất định nói ra. Đối kháng với tổng giám đầu đại hạ, bụng minh liền chết chắc. Hắn có lợi hại đi hơn nữa, còn có thể là đối thủ của tổng giám đầu đại hạ được sao? Đây chính là thần thoại của binh bộ, còn là truyền kỳ sống à? Trần Kiến Quốc lắc đầu nói ra. Thập đại gia tộc cao cấp ngũ đại môn phiệt cũng liền thôi, vì bọn hắn vẫn thích đầu tư nhiều một chút. Nhưng bốn cây trụ lớn là có chút không giống bình thường, chính là thời điểm bọn hắn đầu tư thì 10 phần tinh chuẩn. Thời điểm đứng đội xưa nay cũng chưa từng ăn thiệt thòi. Bọn hắn đã lựa chọn bụi mình như vậy tuyệt đối có lý do mà chúng ta không biết. Mà lý do này chúng ta mặc dù không biết là cái gì, nhưng nó lại không ngăn cản chúng ta cũng có thể ở một mức độ nào đó đầu tư cậu ấy, rõ chưa? Trần Kiến Quốc mặc dù bây giờ coi như đã thối lui đến tuyến 2, nhưng sự phấn đấu lâu dài làm cho ông ta đỡ một chút hướng gió vẫn vô cùng mẫn cảm cùng nhạy bén. Từ trong một số manh mối, bọn hắn liền có thể phát hiện ra không ít chuyện. Nói ví dụ, đầu tư vào bụng minh kiếm lợi ích. Nói ví dụ, đầu tư bụng minh so với đầu tư Trần Hiên Cương càng phù hợp với lợi ích của toàn bộ đại hạ hơn. Giới thành mặc dù là thành trì không thuộc về thế giới này, nhưng lại giới thành kinh doanh nhiều năm như vậy đã sớm không chỉ là giới thành của giới thành mà còn là giới thành của đại hạ. Việc lựa chọn ứng cử viên thượng vị thành chủ giới thành tác động đến lợi ích của các phe. Bốn cây trụ lớn, thập đại gia tộc cao cấp, ngũ đại môn phiệt sẽ nhúng tay vào trong đó, dường như là một chuyện đương nhiên. Nghe được những lời này, Trần Địa Sát cũng không nói gì nữa. Mặc dù hắn vẫn như cũ cảm thấy Trần Tư Cương mới là người có khả năng thượng vị nhất. Nhưng giải thích của Trần Kinh Quốc vẫn làm cho hắn hiểu ra. Bụng minh sâu không lường được. Trần chờ một lát sau, hắn hít sâu một hơi, nói ra. Chuyện này con biết nên làm như thế nào. Tại trước khi tình thế chưa triệt để sáng tỏ, con sẽ không quá mức tận lực đứng về phía Trần Đại Thiếu. Con sẽ tiếp tục mỗi ngày để ra ngoài thu mua con mồi, giúp lão gia tử ngài giải trí với dạ thú. Nói tóm lại, nói cái mà tóm lại, con sẽ tận lực giảm thiểu sự hiện diện của mình. Thậm chí con sẽ tìm một số cơ hội bán một chút nhân tình cho bụng minh, là nghĩ biện pháp để hắn cùng Trần Đại Thiếu nhìn xem có thể biến chiến tranh thành tơ lụa được hay không. Đến đây, Trần Đại Sát cũng cảm thấy chuyện này cũng không phải là phong cách hành sự của mình. Mình vốn phải là người của Trần Thiên Cương, nhưng làm sao nương theo sự phát triển của mọi việc, tự mình làm việc, làm người để có chút cảm giác bó tay bó chân rồi chứ. Đúng, mọi chuyện tại cung giải trí có điều tra một chút manh mối nào hay không? Trần Kiến Quốc đổi một chủ đề. Không cần điều tra, còn cơ bản có thể nhận ra thân phận của những người đó. Trần Địa Sát nói tới chuyện này, hai mắt lập tức đỏ như máu. Người xuất thủ 80% là đến từ Ca Thiên Nguyên, mà hắn lại là thủy tổ kiếm đạo do bạc đao trai cầm đầu. Bởi vì lúc trước hắn muốn Trần Đại Thiếu cho hắn một lời giải thích, nhưng lại bị Trần Đại Thiếu trục xuất. Bạc đao trai không thể thuận lợi tìm bưu minh gây phiền phức, liền sang phẳng cùng giải trí dưới trướng Trần Đại Thiếu. Hắn đây đều đoán ra, chúng ta chẳng những không dám trực tiếp tìm hắn gây phiền phức, hơn nữa còn sẽ nghĩ bọn mọi biện pháp che giấu chuyện này.
Bởi vì việc này một khi lộ ra ngoài ánh sáng, trên dưới giới thành liền sẽ biết Trần Đại Thiếu cùng Cao Quý Thiên Nguyên có bí mật không thể cho ai biết. Điều này đối với Trần Đại Thiếu mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ở đây Trần Đại Sát thần sắc cổ quái. Nói đến con còn thật sự muốn đau đầu thay cho Trần Đại Thiếu à? Đối lại nếu là con tiếp tới xử lý như thế nào cũng vô cùng phiền phức. Còn clip nữa nha. Để áp dịch thêm xíu nữa rồi lên.